Mỗi năm cứ đến ngày kỷ niệm giải phóng Quảng Ngãi, dù không tổ chức lễ nghi rầm rộ, nhưng người Quảng Ngãi vẫn bình tâm nhắc nhau sống đúng như bản chất của mình. Mảnh đất quê hương Quảng Ngãi đã sinh ra người Quảng Ngãi. Truyền thống ông cha từ hồi mở đất dựng làng đã làm nên cốt cách người Quảng Ngãi. Và chỉ còn đúng một năm nữa, tới 2025, là kỷ niệm 80 năm cuộc khởi nghĩa Ba Tơ oanh liệt, báo hiệu của cách mạng tháng 8 năm 1945, thành công chỉ sau đó 5 tháng. Và 30 năm sau, ngày 24 tháng 3 năm 1975, là ngày giải phóng Quảng Ngãi. Kiên cường và bình tĩnh, đó chính là cốt cách của người Quảng Ngãi. Những thế hệ trẻ bây giờ sinh ra khi chiến tranh đã kết thúc, nhưng trong cách sống, cách đối nhân xử thế của họ, vẫn có thể thấy được cái gen Quảng Ngãi lưu truyền trong máu họ. Không những mạnh mẽ hay chăm chỉ khi làm việc, biết nhìn trước ngó sau để hoàn tất một cách tốt nhất những việc mình làm, dù là việc nhỏ. Những người trẻ Quảng Ngãi khi rời quê hương vào tìm cơ hội ở Sài Gòn và vùng đất phương Nam, họ đều lặng lẽ làm việc hết mình và có rất nhiều người đã gặt hái những thành công từ công việc. Đó chính là sự kiên cường và bình tĩnh của người Quảng Ngãi trong thời bình. Rất nhiều doanh nghiệp, rất nhiều nhà tuyển dụng ở Sài Gòn đã cảm nhận và ăn chịu với lao động người Quảng Ngãi. Vì đức chịu thương chịu khó, không bỏ việc, dù làm thuê vẫn giữ nhân cách của một người lao động làm thuê. Và từ làm thuê, họ sẽ dần tiến lên làm chủ. Từ chủ nhỏ, qua thời gian và sự tích lũy cần kiệm vốn có của người Quảng Ngãi, họ vươn lên thành những người chủ lớn, vẫn một tâm thế, chăm chỉ và bình tĩnh. Trong chiến tranh, người dân Quảng Ngãi đã chịu mọi hy sinh, đã đoàn kết một lòng vì có niềm tin vào ngày chiến thắng. Đó là ngày 24 tháng 3 năm 1975. 49 năm sau, vượt qua gian nan của thời bình, người Quảng Ngãi lại thấm nhuần tinh thần đoàn kết, vì chỉ có đoàn kết mới vượt qua mọi khó khăn, mới thể hiện được năng lực và phẩm chất của mình. Một bó đũa lớn phải hình thành và tìm thấy sức mạnh, niềm tin trong nhau để Quảng Ngãi tiếp tục đi lên, tiếp tục phát triển. Không phải nhanh hay chậm, mà điều cốt lõi là vững chắc. Thì cốt cách của người Quảng Ngãi là như vậy. Muốn đi tới đích thì phải kiên cường, bình tĩnh và đoàn kết. Chiến tranh hay hòa bình đều có thể tôi rèn con người sống và thể hiện đúng bản sắc và nhân cách của mình. Nhất là khi sống có lý tưởng, có mục đích tốt đẹp. Khi kiên cường và bình tĩnh, đúng như một người Quảng Ngãi bình thường.